Nhà vườn hoa Trà My xin mến chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay có cái hoa Trà My hồng Việt ra hoa. Thì đây thì mình xin quay một đoạn để cho mọi người xem. Vào một cái mình trồng cái này vào một cái chum rượu cũng từ lúc còn nhỏ. Bây giờ cũng to rồi, cũng không thể nào rút cây ra được, cho nên như vậy luôn. Ở trong cái chậu có lên mấy cái rau xà lách, cái này rau má Nhật, rau má cảnh. Đây là quay từ dưới gốc lên cái bông. Mùa này nó chim nên là hoa trà mây nó đang tới thời kỳ nó ra nụ và có hoa. Vừa mình bưng cái cây ra đây đó cho nó thoáng mọi người xem. Mọi người có mua cây ủng hộ thì liên hệ số điện thoại mình để dưới tiêu đề hoặc là trên màn hình này. Hoa trà mây thì nó ưa khí hậu mát mẻ, nó ưa diêm chứ nó không ít ưa nắng. Mà người muốn biết thêm về hoa thì xin liên hệ mình Zalo, rồi mình để ngay tiêu liên hệ cái số Zalo mà mình để trên màn hình hoặc là số mình để ở tiêu đề thì sẽ có người chỉ dẫn cho mọi người nó cụ thể hơn và báo giá cũng từng cây. Thì video của mình cũng tới đây xin kết thúc. Xin chào tạm biệt đến tất cả mọi người.